chơi không nhiều ạ. Này, nào các bé nào có muốn tham gia trò chơi thứ ba không? Có à, trên tay cầm một quả rồi, mỗi người chỉ được một quả đấy con. Mỗi người được một quả rồi nha, con chơi trò chơi không? À, hai trò chơi vừa rồi con có thắng rồi. Thank you.
chưa được nhận quà lần nào. Ngay sau đây nha, chú Quỳ sẽ chào cho con. Con này quay ra đây nào, các con
con đứng xuống nào, đứng xuống con. Đứng xuống, bắt đầu di chuyển nào, di chuyển hoàng canh. Hãy chọn cho mình một cái ghế mà mình yêu thích nhất, chim ơi. Còn hai ghế, nhanh. Tiếp tục bỏ mình để đủ. Ok, đây. Vâng, sau trò chơi này thì xin được thông báo với lớp phụ huynh của các bé. Chắc cùng bạn lắng hạ một chút xíu để cùng cho các bé xuất đẹp trung thu dưới sân của trường 1 năm 19 tháng 5 cho buổi tối ngày hôm nay. Bắt đầu, di chuyển. Tùng dinh, chơi anh chàng thang. Em cầm đây.